nguyên nhân sốc vụ đồ đạc bốc cháy trong nhà ở Hậu Giang. Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tiến hành giải quyết theo quy định pháp luật vụ đồ đạc bốc cháy. Sau hơn một tháng vào cuộc tìm hiểu thực hư đồ đạc tự bốc cháy trong nhà của ông Nguyễn Văn Bá, ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, ngày 11 tháng 1, ông Trần Không Giận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phụng Hiệp, thông tin kết luận của cơ quan chức năng về vụ việc trên. Theo đó, vào cuối tháng 11 năm 2022, trong nhà ông Bá lần lượt xảy ra hiện tượng vật dụng bốc cháy không rõ lý do dẫn đến thiệt hại về tài sản, gây tâm lý hoang mang cho người dân xung quanh. Quá trình điều tra, lắp camera giám sát và làm việc với từng người trong gia đình. Nay công an huyện Phụng Hiệp báo cáo kết quả vụ việc đồ đạc trong nhà tự động bốc cháy là do người nhà đốt. Nguyên nhân là do anh Nguyễn Văn Mờ, con trai ông Bá, chị Đặng Thùy Nờ, con dâu ông Bá và bà Nguyễn Thị Đê, vợ ông Bá, lén dùng hộp quẹt đốt những đồ dễ cháy, sau đó đăng tải thông tin lên mạng, thu hút sự chú ý của nhiều người nhằm nhận được hỗ trợ tiền và các vật dụng thiết yếu bị thiệt hại. Tổng cộng, gia đình đã nhận hơn 6 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm. Hiện, công an huyện Phụng Hiệp đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tiến hành giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật. Trước đó, vào ngày 4 tháng 12, công an tỉnh Hậu Giang đã xuống lấy vật mẫu bị cháy để xét nghiệm và tiến hành lắp camera trong nhà. Theo anh M, những ngày đầu gắn camera, các vật bị cháy chủ yếu nằm ngoài vùng quan sát như giấy vệ sinh ở ao cá sau nhà, hoặc đồ trong nhà cháy khi cúp điện nên camera không ghi lại được, số lần cháy cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 2 đến 3 lần trong ngày.